À, chúng ta đã xong rồi về phần đầu tiên rồi tiếp theo chúng ta chuyển đến phần thứ hai phần thứ hai chúng ta ấy, đó là Kế toán tăng sản cố định Được không mình đã nói với các bạn rồi đó ở phần này ấy, thì chúng ta ấy cùng tìm hiểu là gì lý do tại sao nó tăng đấy tức là do cái gì mà nó tăng ấy và thứ hai là gì khi đó thì mình sẽ định khoản như thế nào đúng không thì đây đầu tiên đấy là có thể tăng do gì tăng do mua ngoài sản cố định của chúng ta ấy, đang có một cái đơn vị nhất định mà ấy, chúng ta đi mua thêm về đúng không thì có phải nó tăng không do mua ngoài không rõ ràng nó mua ngoài rồi đúng không nào ok nhá đấy thì đấy là trường hợp đầu tăng đầu tiên đó là tăng do mua ngoài đấy thì đây nó lại xảy ra một số trường hợp tức là tăng do mua ngoài và trả tiền ngay đúng không tức là chúng ta mua cái thằng cố định ấy và trả tiền ngay nhá thì mới định khoản như thế này đúng không và còn trường hợp khác như là gì chúng ta mua ngoài nhưng mà chúng ta chưa trả tiền luôn đoán nợ chẳng hạn hay làm sao chẳng hạn đúng không ok nhá rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu trường hợp đầu tiên này đó là tăng ra mua ngoài và trả tiền ngay thì nó sẽ như thế nào? Ok thì đây nhá, nó sẽ có những trường hợp như sau. Nhất là tài sản cố định mua về sử dụng ngay thì ông ta ghi như này thôi bình thường thôi. Đấy, nợ tài khoản 211, tài sản cố định và nhớ là ghi theo nguyên giá nhá. Đấy, các bạn thấy đúng không? Trên này chúng ta đã tìm một cách tính nguyên giá rồi thì bây giờ ta đã tìm một cách uh, định khoản rồi một cái tăng giả cố định như thế nào thôi, đúng không? Đấy, và như mình đã nói rồi, về cái đề thi ấy, của kỳ vừa trước ấy, đấy nó là ngày 13 tháng 1 năm 2023 ấy. Đấy thì nó cũng hỏi về cái này này, nhiệm vụ một đầu tiên luôn nó hỏi cái đơn giản này thôi. Đấy là ấy, doanh nghiệp mua một sản cố định cái về sử dụng đó và làm sao thuế là 10% rồi uh, trả bằng tiền ngân hàng đấy thì chúng ta định khoản đúng không nợ 211 nợ tài khoản 133 và có tài khoản 112 đúng không đấy tức là như vậy rất đơn giản thôi đấy thì ra chọn cùng xem này đầu tiên là ghi nợ tài khoản 211 là ghi trong nguyên giá nhá ra hai là nợ tài khoản 133 thuế VAT đầu vào chính cho cái phần trăm của cái nguyên giá này thôi đúng không nó có được khoảng là một một đấy ý. tức là gì nếu mà trồng tiền mặt thì chúng ta giảm tiền mặt đi thì chúng ta ghi có được khoảng một còn nếu mà giảm tiền ngân hàng ấy giảm tiền ngân hàng đúng không thì chúng ta ghi có được khoản 112 và chưa trả chẳng hạn thì chúng ta ghi có được khoảng 331 tức là phải trả người bán thế thôi đúng không và đây còn có trường hợp thứ hai nữa trường hợp thứ hai đây là gì tài sản cố định ý, mua về phải trải qua thời gian là lắp đặt và chạy thử đúng không thì mới có thể là sử dụng được đó thì đấy chúng ta ghi nhận nhà thôi nợ tài khoản là hai bốn một một khi đó mới là mua sắm tài sản cố định thôi đúng không chưa, chưa đưa vào thực tế đúng nào vậy cho nên chúng ta ghi vào tài khoản là 2411 mua sắm tài sản cố định và thứ hai là chúng ta sẽ ghi nhận là nợ tài khoản 133 về VAT đầu vào đấy và vẫn là có tài khoản 11 112 hay 331 cũng giống như trên này đúng không Đây, giống như bên này này các bạn thấy đúng không đấy chỉ khác là gì chúng ta thay cái 211 bằng 2411 thôi đấy, bên này là mua hẳn tài sản cố định về sử dụng rồi còn bên này mới là đang chạy thử thôi đúng không ok và khi đưa sản cố định vào sử dụng ấy thì em ta ghi vào gì nợ tài khoản 211 và có tài khoản là 2411 đúng không? Và ghi theo nguyên giá thế là được. Ok chưa nào? Rồi nhá. Đó đây là hai trường hợp đầu tiên. Chúng ta cùng xem các trường hợp tiếp theo này. Đây. Trường thứ ba ấy là gì? Nhập khẩu ở cố định thì nó như cái ví dụ hai về cái tính nguyên giá nãy của chúng ta ấy, đúng không? Nhập khẩu ở cố định á. Thì chúng ta ghi nhận như thế nào? Đây chúng ta ghi nhận cụ thể như sau. Nợ tài khoản 211 một sản cố định và ghi theo nguyên giá. Nợ tài khoản 133 là thuế VAT đầu vào, đúng không? Được rồi. Và có chúng ta khi có các tài khoản như sau cụ thể này ba 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 các bạn biết rồi đúng không ba 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 ấy là người ta đào học trong nguyên lý kế toán rồi nó sẽ biểu thị cái gì thuế và các khoản phải đồng ngân sách nhà nước đúng không và trong đó nó lại có những cái tài khoản cụ thể cụ thể là gì ba 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 là thuế nhập khẩu ba 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 hai là thuế tự đặc biệt còn ba 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 một đấy là thuế kia tăng đúng không đấy nhưng mà đây chúng ta có hai cái này thôi bởi vì đây là những khoản thuế không còn lại đúng không là chúng ta phải đi nộp thôi đúng không ok đây có khoản ba này có tài khoản 3332 này và có tài khoản 33312 đấy. Thế thì anh chị tăng của hàng nhập khẩu. Đấy. số hiệu nó hơi dài đúng không? Ok. Và có tài khoản là gì? 11 một 1, 1, vẫn là trả tiền thôi. Được chưa nào? Xong nhá. Và phần thứ tư là kết chuyển nguồn hình thành tài sản cố định. Với tài sản cố định ấy, nếu mà tài sản cố định chúng ta là không phải từ nguồn vốn kinh doanh ấy thì chúng ta phải kết chuyển nguồn hình thành của nó. Ok không? Và cụ thể sẽ là nợ tài khoản là 414 quỹ đầu tự phát triển này nợ tài khoản là 441 nguồn vốn cơ bản này, nợ khoản tài khoản 352 này, quỹ khen thưởng phúc lợi thôi, đúng không? Tất cả đấy, tùy vào từng trường hợp, nếu mà đề vào là đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển này hay đầu tư từ nguồn vốn dự cơ bản này hay là đầu tư từ quỹ khen thưởng phúc lợi ấy, thì đấy, chúng ta sẽ phải kết chuyển, được không? Hoặc này, đấy, trong trường hợp nào chúng ta ghi nợ khoản đó và có khoản là 411 nhá. Ok không? Xong nhá, đấy. Thì đây là tăng do mua ngoài chúng ta ấy có đây, bốn trường hợp có thể xảy ra như vậy. Được không? Đấy, ok vậy nhá xong rồi đó tức là tùy trường hợp chúng ta sẽ sử dụng này, cách định khoản nào đúng không đầu tiên là mua về dụng ngay chúng ta làm theo cái thứ một này thứ hai là gì mua về phải trải qua thời gian lắp đặt chạy thử thì chúng ta sẽ theo cái cách số 2 này đúng không đấy. cái số ba là khi nhập khẩu chúng ta sẽ ghi theo cái số 3 này đấy và đến cái thứ bốn ấy tức là gì nếu mà ấy, các tài khoản cố định nào không phải từ nguồn vốn kinh doanh thì chúng ta đều phải là kết chuyển hết được chưa Ok vậy là chúng ta cùng hiểu xong về cái lý thuyết thứ hai đó là kế toán tăng giảm cố định rồi, đúng không nào? Bây giờ để mọi người dễ hình dung hơn thì mình sẽ chuyển đến những cái ví dụ nhá. Ở đây mình cũng sẽ để hai cái ví dụ cho chúng ta cùng làm, được không? Đầu tiên này là ví dụ một nhé, Mua một ô tô với giá chưa có thuế là như thế này, thuế như thế này, rồi ok. Tóm lại ấy, là cái ví dụ này là cái ví dụ một trên này này, trên này chúng ta đã cùng đi tính cái gì? Đây. Trên này đúng không? Chúng ta tính cái gì? Tính ra cái uh, nguyên giá rồi, đúng không nào? Đấy vậy bây giờ chúng ta định khoản thôi. Đấy mình lấy như thế cho nó cụ thể ấy, bởi vì chúng ta xác định được cái nguyên giá ngay từ trên kia rồi, vậy cho nên chúng ta định khoản nó dễ hiểu hơn, đúng không? Đây, cụ thể chúng ta biết rồi đây. Định khoản biết tài sản này được đầu tư bằng quỹ là đầu tư phát triển. Rồi vậy bây giờ chúng ta định khoản như thế nào, đúng không? Ok nhá. Thì đây các bạn thấy là gì? Mua một ô tô đúng không? Thì mua ở đây người ta không nói gì, tức là chúng ta hiểu là gì? Đây, chúng ta hiểu trong trường hợp 1 đấy Chúng ta hiểu đây sẽ là mua về dụng ngay, đúng không? còn nếu mà là gì trải qua thời gian lắp đặt chạy thủ thì người ta phải nói cụ thể ra đấy cũng như là gì nhập khẩu thì người ta cũng phải nói cụ thể ra đúng không đấy vậy đây là gì chúng ta sẽ định khoản thôi đúng không định khoản như cái số 1 đấy đấy định khoản đầu tiên đấy đây chúng ta cũng định khoản cái đầu tiên đó là gì đấy các bạn thấy đúng không đó là nợ tài khoản hai một đấy và nợ tài khoản một ba rồi có cái tài khoản liên quan đúng không vậy đây chúng ta cùng xem này đây là gì mua mô tô thì giá mua chưa có thuế là 500 triệu rồi ok tóm lại ở đây là để sản cố định rồi đúng không bây giờ ta ghi nợ thôi nợ tài khoản là gì 211 đúng không nợ tài khoản 211 này đấy tiếp theo là gì nợ tài khoản 133 ở ừ, biết rồi đây là chúng ta mua đúng không và chúng ta phải chịu thuế Mình đã nói với các bạn rồi và khi mua phải chịu thuế các bạn sẽ ghi vào 133 nhé. và thuế VAT đầu vào đúng không ok xong rồi nợ 211 này nợ 133 này và chúng ta xem có những cái tài khoản gì thì chúng ta thấy này trả một tiền mặt đúng không một phần trả tiền mặt tức là đã giảm tiền mặt rồi cho nên tại ghi nhận có tài khoản là gì có khoản tiền mặt thôi tức là có tài khoản là một một đúng không một một là tiền mặt đấy và các bạn xem còn cái gì nữa không đây các bạn thấy gì nữa phía sẽ tăng ở đây là gì đã trả từ ngân hàng đúng không tức là một phần đã trả từ gửi ngân hàng rồi vậy lại ghi có tài khoản một một nữa đúng không giảm cả tiền gửi ngân hàng đi nữa đấy một một hai thế thôi vậy chưa nào rồi bây giờ chúng ta cùng xem ghi nhận bao nhiêu thôi đầu tiên ấy là chúng ta ghi nhận là 211 thì các bạn biết rồi. Đây mình sẽ nói thế này này. 211 các bạn sẽ ghi gì? Ghi theo nguyên giá. Và các bạn có xác định được nguyên giá đây là bao nhiêu chưa? Đây cái ví dụ một đầu tiên ấy, nguyên giá đây có phải là 505,89 không? Đấy các bạn ghi nhận thôi, 505,89. Ok chưa nào? Xong nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta ghi nhận này. 505 505 phải 89 thôi đúng không? Đấy. 505,89. Thế là 1 và 3 là bao nhiêu? Các bạn biết 43 này rồi đúng không? 43 này sẽ là gì? Thuế VAT đầu vào. Thì ta xem trên này này chúng ta tính ra VAT là bao nhiêu. Đấy. Đây, các bạn thấy đúng không? Mình đã tính ra VAT ở chỗ này rồi này. VAT phải là 49,5 không? không? Đấy, mình tính hẳn rồi đúng không? Đấy mình tính hẳn ra rồi đúng không? Ok nhá. VAT là 49,5, thế thôi. Rồi. 49,5. Ok. 49,5 Rồi thì đây chúng ta bây giờ chúng ta phải cần xem xét nốt là gì? Ờ, cái phần nào là tiền mặt, phần nào là tiền gửi ngân hàng thôi, đúng không? Và các bạn thấy này, đây. Thuế trước bạn là 2% trả bằng tiền mặt, đúng không? Tức là người ta đã trả gì? Trả 2% này bằng tiền mặt rồi, đúng không nào? Và các bạn còn nhớ không? Cái thuế trước bạn ta tính ra bao nhiêu chúng ta ghi vào đây thôi, dễ đúng không? Ok. Các bạn lên xem lại này, đây người ta đã tính rồi. Thuế trước bạn đây nó có là 10,89 đâu, ok nhá. Vậy cái phần là 10,89 chúng ta đã trả bằng gì? Tiền mặt đúng không? Vậy giảm tiền mặt là 10,89 về chưa nào? 10,89 Thì phần còn lại sẽ là tiền gửi ngân hàng thôi Các bạn hoàn toàn có thể lấy là gì Tổng với nợ này Tức là lấy 505,89 Cộng 49,5 Sau đó trừ đi 10,89 Thì nó cũng ra số ở đây thôi Đấy bởi vì đây các bạn thấy này Thuế này, mua, Giá mua là 500 triệu Thuế là 10% Và đã trả một tiền gửi ngân hàng cả, Trả cả cái này và cả thuế rồi Đúng không Bằng từ ngân hàng Đấy, chúng ta xem bao nhiêu Mình hoàn toàn có thể lấy tổng và trừ đi nhá Thì là 505,89 Cộng với cả 49,5 sau đó trừ đi 10,89 đúng không? Thì ở ra chúng ta là gì? 544,5. với chưa nào? Rồi. 544,5. Xong nhớ. Đó là vậy thôi. Thì chúng ta định khoản xong này. Để số 1 rồi. Và các bạn nhớ không? Đây. Cái này được đầu tư vào quỹ đầu tư phát triển. Vì mình đã nói với các bạn rồi. Đây này. Với giờ cố định ý, không phải từ nguồn vốn kinh doanh. Các bạn thấy đúng không? Đây này. Đây là từ quỹ đầu tư phát triển mà. Không phải từ nguồn vốn kinh doanh đâu. Đấy, cho nên ý, mình sẽ phải làm thêm một cái định khoản nữa. Đó là cái định khoản để kết chuyển nguồn hình thành đúng không? kết chuyển nguồn hình thành nhá nguồn đúng không kết chuyển nguồn hình thành mình chỉ tắt nhá kết chuyển nguồn hình thành đấy cụ thể ở đây là gì các thấy mình đã ghi rồi đó là ấy, các bạn sẽ ghi nợ tùy thôi đúng không đây này đầu tiên là các bạn có thể ghi nợ vào 414 là quỹ đầu tư phát triển hoặc là nợ tài khoản gì 441 nguồn vốn sự cơ bản hoặc là nợ tài khoản 352 là quỹ khen thưởng phúc lợi thì các bạn thấy là gì biết tài sản này được đầu tư vào quỹ đầu tư phát triển cho nên các bạn sẽ ghi là gì nợ tài khoản 414 đúng không là quỹ đầu tư phát triển thôi ok đây nợ tài khoản 414. 414 nhá là quỹ được phát triển thế thôi. Và có tài khoản gì thì chúng ta cùng xem. Đây, có phải là có tài khoản 411 đâu? Có nhá. Có tài khoản 411. Đấy. Và ghi nhận theo cái gì thì mình đã nói rồi đúng không? Đấy các bạn có thể thấy. Ghi nhận theo gì? Nguyên giá đúng không nào? Thế nhá. Đó, à, thì đây, nguyên giá bao nhiêu các bạn cùng ghi thôi. Nó sẽ là 505,89 đúng không? Ok. 505 Hãy Đúng không nào? Và ở dưới này cũng sẽ là 505,89 thì thôi. Thấy chưa? 505,89. Đấy giải vậy thôi thì chúng ta đã xong ví dụ một rồi, Được không nào? Đấy vậy ở đây nhá. Mình sẽ trước thêm cho các bạn một ví dụ nữa, đó là cái ví dụ số 2. Gọn tại ví dụ số 2 nó phức tạp hơn rồi đúng không nào? Đấy là là mình thấy ở trong đề thi ấy thì nó khá hỏi đơn giản thôi. Đấy như kiểu là mua này thôi. Đấy, thậm chí người ta còn bảo là không có cái thuế trước bạn nữa. Đấy vậy chúng ta định khoản rất là dễ. Đúng không? Đấy, nhưng mà tuy nhiên ấy thì mình cứ cho khó khó đúng không? Biết đâu đề lại khó. Đấy các bạn học thì các bạn nên học khó hơn nhé Để thi các bạn sẽ thấy nó dễ, đúng không? Ok. Giờ đây các bạn cùng xem ví dụ 2 này. Doanh nghiệp nhập khẩu một cái tài sản cố định, có giá nhập khẩu là 200, thuế nhập khẩu 100%, thuế đặc biệt là 50% và thuế giá trị tăng là 10%. Thiết bị này phải qua lắp đặt với chi phí thêm ngoài bao gồm cả VAT. Đây là 110. Đã thanh toán bằng tiền mặt. Doanh nghiệp đầu tư ở sản này bằng nguồn vốn sự cơ bản. Rồi bây giờ chúng ta xem định khoản như thế nào. Thì nhá để biết được ấy là chúng ta định khoản như thế nào ấy thì là chúng ta phải tính được các loại thuế đúng không nào thì mình đã chỉ các bạn rồi ở phần trước ấy đây mình sẽ nói lại cái thứ tự đánh thuế nhá thứ tự chịu thuế sẽ là như này thuế nhập khẩu đúng không thuế nhập khẩu sẽ là chịu trước đúng không xong đến thuế tiêu thụ đặc biệt đúng không xong đến thuế giá trị gia tăng đấy thứ tự là như này thế giá trị gia tăng và cuối cùng là thuế trước bạn nữa nhưng bài này không có thuế trước bạn thôi nhá rồi các bạn nếu này cái thuế tự động biệt ấy nó sẽ bao gồm là giá tính thuế và cộng cả thuế nhập khẩu này nữa đúng không đấy còn thuế vat nhá nó sẽ là gì giá tính thuế này cộng với cả thuế nhập khẩu và cộng với cả thuế tự động biệt nữa quan hiểu này không đấy như mình đã nói rồi là các bạn sẽ học cụ thể hơn trong cái trong cái môn thuế đấy nhưng mà tuy nhiên ở đây mình cũng nhắc sơ sương này các bạn biết rồi đúng không Nó như này này đấy nhá cứ tính lần lượt thôi đầu tiên là thuế nhập khẩu thứ hai là thuế tự động biệt và thứ ba là thuế sẽ tăng và nhớ thuế tức đặc biệt ý, sẽ tính trên gì giá tính thuế này và cộng với cả thuế nhập khẩu còn thuế VAT sẽ tính trên là gì giá tính thuế nhập khẩu cộng với cả gì thuế tức đặc biệt nữa đúng không xong nhá đó vậy bây giờ chúng ta cùng tính này đầu tiên nhá mình sẽ tính ra cái thuế nhập khẩu này thuế nhập khẩu cái bài này ghi khá là nhiều đấy mà chứ mình hơi là xấu một tí đúng không cho em thôi các bạn cố gắng nhá đây thuế nhập khẩu sẽ bằng này đây các bạn thấy này có giá nhập khẩu là 200 thuế nhập khẩu 100% đúng không? Các bạn tính thôi. Sẽ lấy ra 100% trên 200 đúng không? Lấy cái giá tính thuế nhân thuế suất. Được chưa nào? Đấy thì các bạn thấy này, 200 nhân 100% là được, đúng không? Ok. 200 nhân 100% thôi, đúng không? Ok. 100%. Bằng bao nhiêu? Rõ ràng vẫn bằng 200 đúng không nào? Xong nhá, đầu tiên chúng ta tính xong rồi thuế nhập khẩu rồi. Thứ hai là chúng ta tính cái gì? Thuế tiêu thụ đặc biệt đúng không? Ta lần lượt, lượt thôi. Thuế tiêu thụ đặc biệt này, tiêu thụ đặc biệt. Rồi, lần lượt, lượt. Đấy, bằng là gì mình đã nói các bạn rồi đúng không? Vẫn là giá tính thuế như thuế suất, nhưng mà giá tính thuế của thuế dự biệt ấy nó sẽ là đây, nó sẽ là này, cái giá nhập khẩu này cộng với cả cái thuế nhập khẩu nữa. Thuế nhập khẩu là 200 đây, tức là nó sẽ bằng là gì? 200. Đây là cái giá nhập khẩu nhá. Cộng với cả gì? Đây, thuế nữa, thuế nhập khẩu nữa là 200 nữa đúng không? Và nhân với cả gì? Nhân với phần trăm thuế suất thì bạn thấy này. Thuế dự biệt là 50%, ok, nhân 50% thôi. 50% nhá. Đấy. Tức là bằng bao nhiêu thì bạn thấy này. 200 cộng 200 là 400, 400 nhân 50 nó vẫn là 200 đúng không? Ok vậy nhá. Cái vậy chúng ta tính xong này, về cái thuế tự đặc biệt rồi. Và cái thứ ba là chúng ta phải tính ra thuế VAT nữa. Nếu chúng ta định khoản ta biết rồi đúng không? Phải định khoản từng cái loại thuế ra. Đấy, thì bây giờ chúng ta tính thêm cả VAT nữa. Đây, thuế VAT nhá sẽ bằng gì? Thì mình đã nói rồi, thuế VAT thì nó cũng là gì? Giá tính thuế nhân thuế xuất thôi. Tuy nhiên là giá tính thuế của thuế VAT nhá nó sẽ bao gồm cả cái đây, cái giá ban đầu cộng với cả thuế nhập khẩu cộng với cả thuế đặc biệt được chưa nào đấy vậy nó sẽ bằng này cái giá bắt đầu là 200 đúng không ok 200 đấy cộng với cả thuế nhập khẩu đúng không thuế nhập khẩu cũng là 200 luôn ok cộng với cả gì cộng với cả thuế dụng biệt đấy cũng là 200 luôn đúng không ok luôn cộng 200 ok chưa thấy nhá 200 cộng 200 cộng 200 và nhân với cả thuế xuất thôi đây các bạn thấy này thuế xuất của thuế đây thuế sẽ tăng 10% đúng không ok 10% thuế VAT là thuế sẽ tăng này nhá. Đấy 10% ok bằng bao nhiêu? Thì bạn tính thôi đúng không? Đây là 200 cộng 200 cộng 200 là 600. 600 nhân 10% sẽ ra là 60 đúng không? Ok, vậy 60 rồi. 60 xong. Đấy, thì bên này các bạn có tính được nguyên giá không? Nguyên giá đã thì chúng ta định khoản là 211 chúng ta phải ghi theo nguyên giá đúng không? Thì nguyên giá này, này bằng gì? Thì nó cũng tương tự như cái ví dụ 2 này chúng ta tính thôi đúng không? ngày này ấy, nó sẽ bao gồm là gì đấy các bạn biết rồi đúng không nó sẽ bằng cái giá mua đầu tiên này Đó, giá mua là 200 đúng không cộng với cả gì cộng với cả thuế nhập khẩu và cộng với cả thuế dự biệt đúng không mình đã nói với các bạn rồi thuế nhập khẩu và thuế dự biệt sẽ được tính vào giá đây này tính vào giá gốc ấy đây thì thuế nhập khẩu các bạn biết là 200 đây rồi đúng chưa và thuế dự biệt các bạn cũng thấy là 200 đây rồi vậy là 200 cộng 200 cộng 200 nó sẽ bằng là gì 600 thôi đúng không ok vậy nguyên giá bài này là 600 được chưa Vậy đây chúng ta tính ra được cái giá ban đầu đúng không là 600 đây bao gồm này thuế nhập khẩu thuế tự biệt với cả giá mua thôi đúng nào vậy nhá nó bây giờ chúng ta xem định khoản như thế nào thế định khoản khá là dài đấy vì chúng ta biết rồi đây là gì nó sẽ bao gồm chi phí lắp đặt đúng không thì mình nhá chỉ các bạn rồi đây trong trường hợp thứ hai đó là bao gồm gì chi phí đây này trải qua thời gian lắp đặt sẽ thử tìm tao với cái điện như thế này đúng không ok nhá đấy thì chí nó còn rất nhiều loại thuế nữa đúng không Đây và cuối cùng giá vẫn phải kết chuyển nữa bởi vì đây chúng ta biết rồi trong ví dụ này nó đầu tư bằng gì nguồn vốn sự cơ bản chứ không phải nguồn vốn kinh doanh cho nên người ta vẫn phải kết chuyển nguồn đúng không nào đấy, vậy, ví dụ hai nó khá là dài bây giờ ấy, thì mình sẽ định khoản của các bạn đây chúng ta cùng định khoản này mình sẽ lấy một cái màu khác nhá đây mình sẽ lấy màu xanh đi ok Đây. định khoản bên này nhá đó định khoản đầu tiên ấy sẽ ở đây cái số 1 chúng ta ấy, là ban đầu này lúc mua đúng không lúc mua người ta ghi nhận như thế nào thì đây sẽ ghi nhận nhá nợ tài khoản là 2411. bốn được không nợ tài khoản hai 2411 nhá. Tại sao như vậy? Các còn có biết không? Đây này. Ở trên này mình đã chỉ rồi đúng không? Đây. Khi phải làm gì? Trải qua thời gian lắp đặt chạy thử thì chúng ta phải ghi nhận 241 chứ chúng ta không ghi nhận vào 211 luôn, đúng không? Đấy vậy đây chúng ta ghi nhận nợ tài khoản 2411 nhá. Rồi ok. Nợ còn khoản 2411 này. Tiếp theo ấy là nợ tài 43 đúng không? Bởi vì đây là mua này và lại phải chịu thuế VAT nữa, chưa nào? Nợ khoản là 133 đúng không? Ok nhá. 133 và có các tài khoản gì chúng ta cùng xem đúng không nào ở đây các bạn biết rồi nó sẽ phải chịu này các loại thuế đúng không cụ thể đây các bạn thấy này đây nó là thuế nhập khẩu này thuế tự biệt này đúng không thì các bạn sẽ ghi nhận thôi đó là có tài khoản gì ba 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 mình đã nói rồi đúng không ba 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 này có tài khoản ba 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 rồi tiếp theo là có tài khoản gì có tài khoản đây là có tài khoản ba, ba 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 hai đúng không thuế tự biệt và có được khoản gì nữa có tài khoản ba đúng không ok ba 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 nhá đấy là gì thuế giá tăng của hàng hóa chịu thuế đặc biệt đúng không và cuối cùng là có được khoản gì các bạn thấy này ở đây người ta vẫn chưa nói là trả bằng gì đúng không? Đây, các bạn thấy nhập khẩu này rồi có giá nhập khẩu này thuế nhập khẩu thuế đặc biệt cái việc này phải che qua lắp đặt Đấy, người ta mới thanh toán tiền mặt cái phần là chi phí lắp đặt thôi chứ người ta chưa thanh toán cái phần mua này đúng không? Thế cho nên người ta ghi nhận là gì? có tên của tài khoản 331 đúng không? Có tài khoản 331 phải trả người bán đấy. Rồi trên nào. Đó, 331 thế thôi. Rồi vậy chúng ta cùng xem hiện theo bao nhiêu này. Đó, thì đầu tiên ta điền lên trên này thôi. Rồi các bạn biết rồi, 2411 các bạn phải ghi nhận theo cái nguyên giá đúng không? Đây này, 200 cộng 200 cộng 200 là 600 đây. các bạn ghi nhận 600 lên trên này đúng không? Phần đầu tiên là 600. Rồi trên nào? Thế VAT là bao nhiêu? 133 là thuế VAT đấy, thì các bạn biết rồi. VAT các bạn tính ra được là 60 rồi đúng không? Các bạn ghi 60 vào thế thôi. Tiếp theo là gì? có khoảng 333 bạn thấy là gì? 33 của chúng ta thuế nhập khẩu nhá Thì nó là 200 đúng không? Ok các bạn điền vào 200 Đấy Tiếp theo là 332 là thuế tự biệt Thì thuế tự biệt chúng ta là 200 đúng không? Ok 200 Đấy Và tiếp, ừ. tiếp theo là gì? 3312 Đấy là VAT tiếp đúng không? Là 60 đúng Ok Vậy cuối cùng cái chỗ này bao nhiêu thì nó cũng phải là 200 nốt Được chưa nào? Xong nhá Đấy chúng ta định khoảng xong cái đầu tiên rồi Đấy Rõ ràng là ấy Chúng ta biết rồi Giá gốc nó sẽ bao gồm cái gì nữa? bao gồm ấy cái chi phí này lắp đặt nữa đúng không? Đấy, tuy nhiên nhé, mình tách ra hai cái cho bạn dễ hình dung, được không? Mình tách ra hai cái tức là cái số 1 này mình sẽ chỉ ghi cái lúc mua thôi, đúng không? mà còn cái chi phí lắp đặt mình sẽ ghi riêng ra và chúng ta cũng ghi nhận vào tài khoản 241 tiếp. Được không nào? Mình ghi riêng ra các bạn dễ hình dung thôi. Không có gì đấy nhá. Rồi. Thì mình sẽ ghi cái thứ hai cần ghi này, đây là gì? Cái chi phí lắp đặt đúng không? Ok, chi phí lắp đặt nhé. Chi phí lắp đặt lắp đặt nó hơi bị dài một tí nhé ok rồi bây giờ ta cùng xem ghi nhận thì việc lắp đặt như thế nào đây thì đây là biết rồi mình vẫn sẽ ghi nhận vào tài khoản là hai đúng không ok nợ tài khoản hai bốn nhá hai bởi vì đây mới là trong quá trình lắp đặt chạy thử thôi vậy nên chúng ta ghi nhận vào hai thôi đúng không và thứ hai là gì nợ của một ba vì chúng ta biết rồi này đây phải chịu cả thuế nữa và đây là chúng ta phải trả cái chi phí lắp đặt này đúng không và lại phải chịu thuế khi trả tiền phải chịu thuế chúng ta ghi nhận vào một ba thôi ok nợ thuộc một ba ừ. thế thôi thuế phí đầu vào ấy một ba và có tài khoản gì thì chúng ta cùng xem xét này có tài khoản các bạn thấy người ta trả một cái gì đây trả một tiền mặt rồi vậy là giảm tiền mặt đi có thể là một một thôi dễ đúng không ok nhá Đấy, chúng ta ghi nhận bao nhiêu giờ cùng xem này đây các bạn biết rồi giá đã bao gồm thuế là 110 các bạn phải tách thuế ra không? bởi vì đây VT theo gốc khấu trừ cho nên ấy, các bạn phải tách thuế ra nhé tách thuế ra khỏi cái giá đã có thuế này cái phần chưa có thuế thì các bạn sẽ ghi vào là 2411 có phần có thuế cái phần thuế là các bạn sẽ ghi vào 133 đúng không tổng ở đây là trả 110 luôn đúng không vậy tiền mặt là 110 Đấy và trong nguyên lý kế toán mình cũng đã chỉ các bạn cách tách thuế rồi cách tách thuế ra khỏi giá đã có thuế là gì các bạn sẽ lấy này đây cái giá đã bao gồm thuế này là 110 đúng không chia cho một cộng phần trăm thuế suất Tức là 110 chia 1 cộng 10% sẽ là 100 đúng không? Thì 100 gọi là tính vào đây. Được chưa nào? Đấy, còn 10 gọi tính vào đây biết rồi, tổng là 110 mà, đúng không? Ok nhá, 110. Dễ chưa? Xong nhá, chúng ta đã định khoản xong rồi là cái thứ một và cái thứ hai. Cái thứ một đây là gì? Lúc mua, đúng không? Cái thứ hai là gì? Chi phí lắp đặt, Đúng chưa nào? Ở đây chúng ta phải định khoản thêm nữa, đó là khi lúc này các bạn thấy này. Đấy, do là đây là đang ở trường hợp 2, chúng ta ghi xong cái đầu tiên rồi. Tiếp theo chúng ta phải ghi gì? khi mà gì hoàn thành đúng không khi mà lắp đặt hoàn thành và đưa vào sử dụng ấy thì lại ghi thế nào ok không đấy thì là phải ghi thôi rồi đây mình sẽ ghi ở đâu rồi hết chỗ rồi ok thì đây nhá mình sẽ tẩy cái bên trái đi nhá Bởi vì bên trái này chúng ta cùng chỉnh thuế với nhau đấy mình đã tìm với các bạn rồi đúng không bạn chụp lại nhá không để mình xóa bên này đi bên màu đỏ ấy đúng không ok bây giờ mình sẽ xóa đi này Ok, mình đã xóa xong rồi đây. Tiếp theo mình sẽ tiếp tục này. Đây là đến cái số 3 đúng không? mình đã nói rồi. Đây cái số 3 là gì? Có phải là khi lắp đặt hoàn thành không? Đấy. Thì đây. Khi lắp đặt hoàn thành nhá. Khi lắp đặt hoàn thành. Các bạn ghi Lắp đặt hoàn thành nhá. Mình ghi tắt đi. Khi lắp đặt hoàn thành thì các bạn ghi nhận như sau. Đây là gì? Đây mình đã chỉ các bạn ở trên cái chỗ này rồi đúng không? Đây. Khi lắp đặt hoàn thành tức là khi đưa vào sử dụng ấy. Thì có phải là các bạn sẽ ghi là nợ tài khoản 211 không? Và có được khoản là 2411 không? Ok nhá. Rồi. Đi thôi nợ tài khoản 211 đúng không? Nợ tài khoản 211. 211 nhá. Và có được khoản gì? Có phải là có tài khoản 2411 không? Đấy. 2411 đi. Ví dụ cái phần 2411 bên này chúng ta đã cùng ghi nhận rồi đúng không? Và ghi theo gì? Ghi theo nguyên giá. Các bạn biết rồi. 2411 đây là gì? Bên này 2411 ghi bao nhiêu? Có phải đầu tiên ghi là 600. Thứ hai cái nhận gì? 100 đúng không? Tổng lại là 700. Đấy vậy chúng ta ghi nhận hai cái là 700 thôi. Được chưa? Thế thôi nhá. Rồi xong rồi. Tiếp theo là gì? Cái số 4 chúng ta này. Cái số 4 chúng ta phải ghi nhận thêm một cái nữa đó là gì? Kết chuyển nguồn đúng không? Kết chuyển nguồn thôi. Thì bạn biết rồi, ở đây là gì? Đây là không phải từ nguồn vốn kinh doanh cho nên chúng ta phải kết chuyển nguồn đúng không? Cụ thể là gì? Đây là bằng nguồn vốn xây dựng cơ bản. Thì đây, nguồn xây dựng cơ bản đúng không? Chúng ta cùng xem nợ tài khoản gì. Thì đây này, nguồn xây dựng cơ bản có chúng ta ghi nhận là nợ tài khoản là 441 không? Và có tài khoản 411, được chưa? Ok. Đây là nợ tài khoản 441 nhé. Ghi nhận thôi. Nợ tài khoản 441. Nợ tài khoản 441 Đấy 4, 1 Và có được gọi là 411 đúng không Có được quả một thế thôi Vậy chưa nào Xong nhá Vậy chúng ta kết chuyển nguồn rồi Nó cụ thể giá trị là bao nhiêu Thì vẫn là 700 thôi Đúng không Xong rồi Đó vậy chúng ta định khoản xong nhá Hai cái ví dụ rồi theo mọi người đã biết cách để chúng ta định khoản một cái uh, Nghiệp vụ tăng rồi đúng không nào Đấy là mình đánh nhé Nếu mà uh, đi thi thì người ta hỏi đơn giản như kiểu cái số 1 này thôi Tuy nhiên mình bảo rồi đúng không? Mình cho khó thì ở lúc học ấy thì các bạn đi đi các bạn thấy rất là dễ thôi, được không? Ok nhá. Bây giờ ta xong này, một phần của cái phần thứ hai đó là kế toán các ngày sản cố định và cụ thể là tăng do mua ngoài và trả tiền ngay. Cụ thể đây chúng ta vẫn còn nữa, đấy là gì? Tăng do mua ngoài nhưng mà bây giờ là gì? Trả chậm trả góp.